Các em có biết không nhỉ? Cô chú các em biết. Vừa rồi các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày gì nào? Bạn nào biết nào? À, cô mời một bạn là đưa tay cao cao mặc áo đen ở lớp 5 đấy. Bạn Nam đấy, em đứng lên nào. Đấy, đúng rồi. Nam ngồi xuống đi. À, bạn nói cho tất cả các bạn trong trường là hôm nay là ngày gì? Cô là hôm nay là ngày Trung Thu. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu của các em, có đúng không? Các em có phấn khởi không? À, thấy anh lớp 5 nói đúng không nhỉ? Đề nghị các bạn thưởng cho anh một tràng pháo tay thật lớn nào. Trước khi phát biểu thì cô rất muốn là các bạn hát thật to, thật vang bài Chiếc Đèn Ông Sao. Các em có đồng ý không? À, đề nghị cô Hương lấy điệu cho cả trường hát thưởng cho các thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh bài Chiếc Đèn Ông Sao thật to, thật vang. Em đồng ý không? Rồi. Tất cả trường hát theo cô giáo nha. Cô giáo lấy điệu cho cả trường mình hát nào. Chiếc đèn ông sao hai ba. Chiếc đèn ông sao sao đang cháy tươi màu. Tháng đây dẫn dài tan sầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm tầm liên hoan. Tùng tinh 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 tùng tinh tinh. Để ánh sao vui khi trước sao sáng ngời. Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, trong không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón ngày Tết Trung Thu, cô giáo xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là các em học sinh của trường Tiểu Tiên Cát lời chúc sức khỏe. Chúc các em học sinh thân yêu của chúng ta luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi và vui đón Tết Trung Thu năm 2013 đầy ý nghĩa. Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, khi những cơn mưa mùa hạ đã thưa dần, những tiếng ve không còn râm ran trong vòng lá, đó cũng là lúc báo hiệu sắp đến ngày Tết Trung Thu của các em. Hòa cùng với niềm vui ấy, thiếu nhi trên mọi miền đất nước và đặc biệt là thiếu nhi của tiểu học Tiên Cát chờ đón ngày Tết đặc biệt này. Hôm nay được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, trường tiểu học Tiên Cát tổ chức Tết Trung Thu cho học sinh với mong muốn các em đón Tết Trung Thu vui vẻ, phấn khởi trong những ngày đầu năm học. Mặc dù bận nhiều công việc, trong nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để các em vui Tết Trung Thu với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Và đây cũng là một sân chơi đầy bổ ích và lý thú dành cho các em. Cô mong rằng cùng với sự quan tâm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các em sẽ được phát triển toàn diện, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Cuối cùng, cô xin chúc các em luôn luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ và đón Tết Trung Thu 2013 đầy ý nghĩa. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Các em có vui không? Cô thử hỏi nhé. Tối qua ở phố nào đã có tổ
Khó không? Em có được đi giúp mẹ đọc sao không? Có vui không nhỉ? Có vui không? Hôm nay đến trường lại được nhà trường tổ chức hoạt động vui trung thu, em có phấn khởi không? Nói to lên cho nào. Phấn khởi như thế này thì các em hứa với các thầy các cô là cố gắng chắc quan học giỏi, em có đồng ý không? Cái cả trường nói thật to là cố gắng học thật giỏi. Cố gắng học thật giỏi. Lại này chúng em